Hôm nay thầy sẽ chữa cho chúng ta full trọn bộ để thi giữa học kỳ 2 trường trung học phổ thông Tây Thực Anh nhá. Các bạn comment đáp án với thầy nhá. Đây khá cứng câu số 1 rồi. Câu số 1 là hỏi luôn về phần acetylene đây. Cho sơ đồ phản ứng sau. Acetylene này tạo thành A này, tạo thành B này, rồi tạo thành cao su này. Vậy A và B thì lần lượt là gì? Câu này nó cũng căng đúng không? Câu này khá là căng đấy, nhiều bạn không biết làm đâu cho sơ đồ phản ứng này, acetylene này tạo thành chất A này, tạo thành chất B này, rồi tạo thành cao su buna. Thế thì acetylene đấy, trước khi tạo thành cao su buna, trước khi tạo thành cao su buna, cao su buna là gì? Là đi từ butadien, có nghĩa là thằng B này phải là B bắt buộc phải là buta, đúng không? 1,3 dien đây là phần kiến thức ở trong cái phần về ankadien. Nhá. Vậy mình loại vinylacetylene, mình loại ethanol. để chưa? Buta 1,3 dien, buta 1,3 dien. Vậy để acetilen tạo thành chất A thì mình nhớ cho thầy một cái phản ứng. Đó là C2H2 đi me hóa để tạo thành C4H4. Được chưa ạ? Vậy nhá, cái thằng A này này nó là C4H4 hay theo công thức nhá là đây ạ à, đi từ CH2 này CH nối 3 CH cộng với CH nối 3 CH để tạo thành CH này thêm là H vào đây này nối đôi này CH này thêm C H nối 3 CH tên anh này là vinin acetylen vinin ac tylene được chưa vậy mình chắc chắn cái anh A của mình phải là Cityland và anh B của mình là buta một 3 dien nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B có khá nhiều bạn thắc mắc và nói với thầy rằng là trong cái quá trình em học ấy thì em học về ankan thì em hiểu về ankan học về anken thì em hiểu về anken học về ankin thì em hiểu về ankin nhưng mà khi làm những cái bài tập mà là hỗn hợp của ankan anken can, ankin an kin, thì em không làm được là bởi vì em sao? Bởi vì chúng ta chưa cọ sát nhiều Bởi vì chúng ta chưa nắm chức chắc các phản ứng Thế thì ở đây ngày hôm nay Thầy sẽ giúp cho chúng ta nắm chắc các phản ứng đấy Nhá, Đây đây là một ví dụ Nhá. Câu số 2 ạ Câu số 2 là một cái câu cũng khá là kinh điển luôn Câu số 2 là một cái câu cũng khá là kinh điển luôn Mà nhiều bạn nhìn thấy là rất là sợ Ở đây như thầy bảo với các em biết rằng là những cái đề thi giữa học kỳ thì thường là những cái đề thi mà người ta sẽ của lớp 11 người ta sẽ không sắp xếp từ dễ đến khó đâu, hoàn toàn có thể câu số 1 của em là một câu cực kỳ khó. Ví dụ như đây chẳng hạn. Thì ở đây các bạn chọn câu số 2 đáp án gì ạ? bạn chọn câu số 2 đáp án gì ạ? Câu này cũng toang lắm đúng không? Câu này cũng khá là toang đấy ạ. Cho các chất sau, số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường ạ. Chúng ta phải lưu ý nhé. Ở nhiệt độ thường Có nghĩa là những cái thằng nào Mà làm mất màu KMNO4 ở nhiệt độ thường Thì cái điều kiện Điều kiện Để làm mất màu Anh KMNO4 Ở nhiệt độ thường Đó là nó phải có Liên kết pi CC Được chưa Liên kết pi CC có nghĩa là nó là phải thuộc bọn Anken Ankadien hoặc ankin Hoặc sotiren Được không ạ? Chỗ này mình chưa học đến anh hít Nên mình chưa nhắc đến anh hít. Vậy này Toluen là làm mất màu dung dịch KmO4 Không ở nhiệt độ thường Mà phải là đun nóng nhẹ Ethylen là anken Nên là mất màu KmO4 Ở điều kiện thường Propan thì không là mất màu Sotiren là mất màu Vinylacetylen là mất màu mình vừa viết xong propilen là mất màu benzen không Không là mất màu điều kiện thường Vậy ở đây mình sẽ có Mấy anh ạ 1, 2, 3 4 anh Nhá, Chúng ta có tổng cộng 4 anh Là mất màu dung dịch kmno 4 Ở nhiệt độ thường Các em nhớ chưa Đáp án đúng chúng ta là đáp án A4 Dễ nhá Dễ nhá Thì cái phần kiến thức này là cái phần mà kiến thức mà các em rất hay sai ấy thì các em cần lưu ý các em có thể nốt lại những cái chỗ mà thầy ghi như này này để mình nắm được được không ạ? Mình sang câu tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 này là một câu khó. Câu số 3 này là một câu cực kỳ khó luôn. Nhá, mình đánh dấu tí nữa mình quay lại mình làm câu số 3. Mình làm sau. Được không ạ? Trong quá trình làm bài thi cũng vậy, chúng ta nên chọn câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Nhá. Câu số 3 mình đánh dấu, chốc nữa mình giải xong hết tất cả các câu dễ rồi mình quay trở lại, mình giải câu số 3. Nào các sang câu số 4 à. Câu số 4 các bạn thử gọi tên cho thầy xem là cái câu số 4 này là tên nó là gì. Câu số 4 ạ. À. Chất x có cấu tạo thì tên của x là gì Các bạn cùng thử gọi tên với thầy xem nào. Anh em gọi tên mạnh mẽ lên xem nào. Chất x có cấu tạo thì tên của x là gì ạ? Tên của x là gì nhá? Thì mình phải nắm được cái phương pháp gọi tên. Phương pháp gọi tên đây là của một anh có liên kết 3 thì nó là ăn kim là mình sẽ đánh số từ gì ạ? Mình sẽ đánh số từ bên từ phía nguyên tử carbon nào mà gần đến cái ba nhất. Vậy này. 1 2 3 4 5. Được chưa? Vậy anh này là gì? 5 ạ. Mẹ em phải bón phân penta. Đúng chưa? Penta. Được không? Penta mấy in? hai in Khổ nỗi trong này không có pen tờ in Mà có pen tin thì không thể chọn pen tin được Đấy chưa Thế bây giờ đấy là danh pháp thay thế Vậy bây giờ mình gọi theo danh pháp Thường xem Thì nhóm thế này là nhóm thế mê tin Nhóm thế này là nhóm thế e tin E tin đứng trước Vậy nó sẽ là e tin Mê tin Acetylen được không ạ? Etin, metin, acetylen. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Etin, metin, acetylen. Một cái tên gọi cũng khá là căng nhỉ. Yeah. Câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Hợp chất này thì có tên là gì ạ? Các bạn thử gọi tên xem cái hợp chất của câu số 5 này thì có tên gọi là gì. Kinh không? Toàn những câu căng nét đẹp. Câu số 5 ạ. Câu số 5 các bạn chọn đáp án gì ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy giúp thầy chia sẻ này lại buổi học này lại về tường và giúp thầy tác tất cả các bạn các em vào đây với ạ. Thank you cả nhà rất rất nhiều. Thank you, thank you, thank you. Nhớ nha, comment đáp án xem mình làm đúng hay làm sai đã. Comment đáp án xem mình làm đúng hay làm sai đã. Không toang nhỉ. Cái này là chống toang hóa học. Câu số 5 ạ, à, các em non nhé. Những bạn nào biết gọi tên rồi thì có thể comment xuống, còn những bạn nào chưa biết gọi tên thì nhìn vào đây thì hướng dẫn. Cái ngoặc đơn này này là thể hiện là nó có mạch nhánh. Có nghĩa là anh C này nối đôi này. Có hai mạch nhánh. Một xét 3 ở đây. Một cs 3 ở đây. Sau đó mới nối đôi CH xong lại C. Anh này là có hai nhóm xét 3 này. xét đây. CH3 ở đây. xét 3 ở đây ch c h b r được chưa thế bây giờ mình vẽ lại nhé mình vẽ lại thì mình vẽ như thế này mình bỏ hết c đi à mình bỏ hết h đi thì chỗ này còn là c này c này gạch này nối đôi này c này gạch gạch c này gạch c này gạch c này gạch c này b r được chưa bây giờ ưu tiên đánh số thì các em lưu ý rằng là ưu tiên đánh số từ nguyên tử carbon gần chức nhất. Nhiều bạn đánh số từ trái sang là sai nhé. Phải đánh số từ bên phải sang tại vì ở đây có BR. Được không ạ? Nên nó sẽ là 1 2 3 4 5 6. Được chưa? Căng chưa? Và cái anh số 1 này nó là brom nên nó sẽ là 1 brom. Được không nhỉ? Tiếp tục này, nhóm thế này. Ở vị trí số 3 này có hai nhóm CH3 nên là 3,3,5 3,3,5 nghe kinh nhỉ? Terymetin Terymetin Mẹ em phải bón phân hóa. Được chưa? Mẹ em phải bón phân hóa. H s Được chưa? 4 em Đấy chưa Một brom này 3,3,5 Trimetin này Hexer 4 n Kinh à? Cái tên này chắc là nhiều bạn là chưa bao giờ được gọi Chưa bao giờ được chạm tới Tên này tên kinh khủng khiếp luôn Đấy, Đấy. Brom phải gọi trước em ạ à. Brom phải gọi trước để mình nhìn đáp án nhé. Một brom này 3,3,5 Trimetin Hexer 4 n Ơ à, chỗ này thiếu đi cái đôi à? đây toàn đi em hết À chỗ này thì thiếu liên 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 cái đôi luôn này. Chỗ này mắt thầy lé, các em nhìn. Các em nhìn chỗ này thầy thầy lé thầy thầy không thầy ghi thiếu một liên cái đôi. Đây các em nhìn đâu? Chỗ này còn một liên cái đôi nữa mà. Vậy đây này, đây là liên kết đôi này. Thì nó là hex 1,4 dn 1,4 chỗ này phải là DN n được chưa ok chưa có hai liên kết đôi mắt thầy lé sorry cả lớp cảm ơn các bạn đã nhận ra lỗi sai của thầy nhá một brom này 3,3,5 trimethyl hexa xa đúng không ạ Hexa xa 1,4 đi được chưa vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé đáp án đúng của chúng ta là đáp án A thầy kinh không đấy để thi giữa học kỳ như này thì toàn nhỉ nhưng mà câu số 6 này là một câu dễ ạ câu số 6 này là một câu cực kỳ dễ nói chung là câu khó với câu dễ nó nó xen lẫn lẫn nhau đúng không các em nào các bạn cùng làm xem là câu số 6 đáp án gì một cái đề rất là hay Câu số 6 ạ Câu số 6 Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là chia sẻ buổi học hôm nay về, về tường ạ. Hãy giúp thầy tác tất cả các bạn của các em vào đây với ạ Thank you cả nhà Câu số 6 nào Phần trăm khối lượng carbon trong phân tử ancan Y Bây giờ chúng ta phải làm những cái câu này chúng ta phải đọc kỹ đề bài Ở câu số 6 đề bài cho chúng ta này phần trăm khối lượng của carbon trong phân tử ancan. Vậy ở đây là liên quan đến ancan. An Và ancan của chúng ta nó là gì? CnH2n cộng 2. Đây là công thức của ancan. Phần trăm khối lượng của carbon. Có nghĩa là mình cần tìm phần trăm khối lượng carbon trong này. Mình có phần trăm khối lượng của carbon thì chính bằng là khối lượng của carbon chia cho phân tử khối. Thế thì khối lượng carbon trong này là gồm 12n 12N Chia cho 12N cộng 2N là 14N Cộng 2 Bằng 83,72% 83,72 Phần 100 Được chưa 83,72% Thế bạn thì cùng bấm vào, Giúp máy tính giúp thấy xem là bằng bao nhiêu 12 này Alpha A này Chia cho này 14 này alpha a này cộng này 2 này bằng này 0,8372 này bằng này đấy mình thấy không mình tìm được luôn n bằng 5,99 n bằng 5,99 là gần bằng 6 luôn rồi còn gì nữa vậy n của mình bằng 6 các em nhé vậy n bằng 6 thì suy ra công thức của nó là c6 h14 đúng không c6 h14 vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A à, Dễ chưa Đấy Mình chỉ cần nắm bản chất thôi Mình nhớ được một vài cái công thức tổng quát Thì hóa hữu cơ hoàn toàn dễ dàng Không có gì khó khăn cả Các bạn đừng có sợ Câu số 7 Nhiều bạn mà mất gốc hóa bắt đầu từ phần hóa hữu cơ đấy ạ Câu số 7 ạ Câu số 7 Câu số 7 đáp án gì ạ Khá nhiều tính toán đấy cái đề này thầy cho khá là nhiều Đề này của trường Tây Độ Anh cho khá nhiều tính toán Nặng phết Ok ạ Câu số 7 ạ Đốt cháy hoàn toàn 0,92 gram Câu số 7 ạ Đốt cháy hoàn toàn 0,92 gram Một hydrocarbon thuộc dãy đồng đẳng của benzen Thế thì đầu tiên mình muốn làm được câu này Mình phải nhớ xem là cái công thức tổng quát Của dãy đồng đẳng của benzen là gì Đúng không Công thức tổng quát dãy đồng đẳng của benzen là gì ạ? thì công thức tổng quát dãy đồng đẳng của benzen nó là cn h 2 n 6 đúng không thế là mình tìm một số mol nhé số mol nó sẽ bằng 0,92 chia cho phân tử khối 12 n cộng 2 n là 14 n trừ 6 tác dụng với oxy thì sinh ra co2 cộng h2o cân bằng anh này là n thì anh này là n 3 được không nhỉ vậy hoàn toàn ở đây này Số mol CO2 mình tìm được 1,568 chia 2,4. 1,568 chia 22,4 bằng bao nhiêu đây ạ? 0,07. 0,07. Vậy mình sử dụng đường chéo, mình sẽ có mối quan hệ đường chéo này. Đúng không? Mình sẽ có này. 0,92 chia cho 14n 6 nhân với n thì bằng 0,07. Được chưa? Thế giờ mình giải cái này thôi Mình có này 0,92 trên 14 alpha A trừ 6 nhân N nhân A bằng 0,07 Được chưa Vậy mình tìm được N bằng Ui tìm được luôn N bằng 7 luôn này Vậy với N bằng 7 thì mình thế vào công thức tổng quát này này Thế công thức tổng quát này mình sẽ suy được nó là C7 H2 x 7 14 14 chữ 6 đi H8 Vậy công thức phân tử của hydrocarbon đó Là C7 H8 nhé Đáp án đúng của mình là đáp án C C7 H8 Dễ không? Quá dễ Bao nhiêu bạn thấy dễ giơ tay cái để thầy viết à? Dễ không? Học hóa dễ ợt Đúng không? Học hóa không khó Khó này đã có thể mình Nhờ Câu số 8 thầy để yên cho các bạn chưa lại vào vở nhé Các bạn chưa lại vào vở ấy, cho giỏi hơn Sau đó mình sang câu số 8 Câu số 8 à. Có bao nhiêu Có bao nhiêu đồng phân ankin kin à? Có bao nhiêu đồng phân ankin Mà lại có công thức phân tử là C5H8 Ừ dễ sai mà Cái này dễ sai lắm Bấm máy tính cho không bao giờ bị sai game em ạ à có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức phân tử là C5H8 nhưng mà yêu cầu ở đây là tác dụng đối với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhé thế thì cái điều kiện là để anh ankin ấy mà tác dụng được với AgNO3 trong NH3 thì tương đương với cái an anh ankin đó nó phải là an một in chỉ có anh an một in thì mới tác dụng được với AGN3 trong nó 3 hay nói cách khác là ankin này có liên kết 3 ở đầu mạch. Được không ạ? Ankin này có liên kết 3 ở đầu mạch thì mới thỏa mãn điều đó. Vậy giờ mình vẽ thôi, mạch C5. Được chưa? Mạch C5 ạ. Và mình chỉ đi, đây là mạch C5 chúng nó sẽ có ba cái đồng phân của mạch C5. Nhưng mà để điền liên kết 3 thì anh này không điền liên kết 3 này, liên kết 3 đầu mạch này, liên kết 3 không điền đây, không điền đây, không điền đây được. Một đồng phân, 2 đồng phân. Vậy số đồng phân ankin mà có công thức phân tử là C5H8 mà tác dụng được với dung dịch chứa AgNO3 trong NH3 là mình có 2 anh. Đúng không? Mình có 2 anh. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B bỏ. B bỏ, thấy không? Càng hơn dây đàn nhá. Càng hơn dây đàn luôn. Ok, câu số 9 ạ. À. Câu số 9 các bạn cùng comment đáp án. Câu số 9 dễ rồi, câu số 9 dễ. Câu số 9 này acetylen mà vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thấy có hiện tượng gì? Thì đây là acetylen này. HC nối 3 CH vào AgNO3 trong NH3. Thì có phải mình sẽ thu được lại anh riêng anh acetylen có hydro linh động. AgC liên kết 3CAg. Kết tủa màu vàng. Được chưa? Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là kết tủa màu vàng nhạt. Nhá. Kết tủa màu vàng nhạt đáp án đúng rồi đáp án A. À? Ok, thầy thấy là rất nhiều các bạn mà comment đáp án đúng luôn, tuyên dương tất cả các bạn. Ui câu số 10 khó quá đánh dấu để lại. Chốc làm câu số 10 sau. gió khó phải né chứ, mình phải tập cách né đúng không? Khó phải né. Tí mình giải sau câu số 11 ạ. Câu số 11 ạ, để làm sạch sạch acetylen để làm sạch etilen, etilen là CH2 nối đôi CH2 có lẫn acetylen, acetylen là CH nối 3 CH thì người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây? Vậy là vậy là để làm sạch nó thì phải đi qua một cái dung dịch nào đó mà nó hấp thụ thằng acetylen và nó để lại thằng etilen, được không? hấp thụ acetylen mà để lại etilen, đấy thế vậy là đi qua anh gì? đi qua một anh mà chỉ tác dụng với acetylen mà không tác dụng với lại ethylene, thì nó chỉ có thể là agno3 trong NH3 thôi. Bởi vì agno3 trong NH3 thì khi cho acetylen nó xuất hiện kết tủa C2 AG2 và nó bị giữ lại, đúng chưa? Và một anh khí vẫn thoát ra. Đó là anh ethylen vẫn thoát ra. Vậy đáp án đúng để làm sạch etilen mà có lẫn acetylen thì mình cho cái hỗn hợp này đi qua anh C dung dịch agno3 trong NH3. Dễ mà đúng không Câu chuyện cuộc đời nó vẫn dễ dàng thế Nhưng mà nó dễ với những bạn biết Nó sẽ khó với những bạn không biết Câu 12 ạ Thực ra thì trong các trình mà thầy dạy Thầy gặp rất rất nhiều bạn hồi đầu năm lớp 11 này này Học khá là ổn Nhưng bắt đầu sang cái phần hữu cơ ấy Thì các bạn bắt đầu đuối đuối dần Bởi vì là phần hữu cơ nó Mô hình chung là phần hữu cơ nó có khá nhiều Cái kiến thức mà các em học thuộc Và nếu mà các em không được hệ thống ngay từ đầu ấy không được nắm chắc những cái cơ bản ngay từ đầu thì dần dần các em sẽ mất dần mất dần mất dần và sang đến 12 là mất tịt luôn phần hữu cơ đấy là lý do mà tại sao nhiều bạn coi cái phần hữu cơ nó khó hơn cái phần vô cơ các em còn lưu ý một điểm nho nhỏ nữa là à, khi mà các em học hết cái bọn ăn can ăn can, ăn rồi ấy với benzen rồi ấy thì những cái phần như là ancol anhit acid là những phần cực kỳ quan trọng nó gần như được coi là quan trọng bậc nhất để làm kiến thức nền tảng cho chúng ta học lớp 12. Có nghĩa chúng ta muốn làm giỏi những cái bài vận dụng và vận dụng cao của lớp 12 để tiếp tục các ước mơ và các trường top 1 như top 2 thì chúng ta phải nắm thật chắc cho thầy cái phần về ancol, anhit và axit. Nhá, tránh trường hợp là như các thầy cô bây giờ đang dạy ở trên lớp cho bọn em là thầy cô đang dạy rất là nhanh làm cho bọn em rất là khó hiểu. Và nếu mà như vậy bọn em mà buông bỏ môn hóa thì là coi như bọn em tìm tìm luôn. À, đặc điểm nữa là giống như cái đề thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia thì nó có 10 câu hóa và trong khi đó trong 10 câu đấy thì có hai câu phần lớp 10 và 3 câu phần lớp 11 nên là phần lớp 11 rất là quan trọng trong đó cái phần về 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 học kỳ 2 thì nó chiếm tận hai câu nên các em cần phải để ý nhá phải thật sự chăm chỉ một chút nhá chăm chỉ theo dõi like của thầy là khủng á à? chăm chỉ theo dõi like của thầy là khủng luôn câu 12 ạ hỗn hợp hai anken kế tiếp nhau trong cái đồng đọc hai anken ạ Vậy quan trọng nhất của hóa hữu cơ là mình biết cách đặt công thức trung bình. Hanken này thì nó sẽ là CNH2N trung bình. Có tỷ khối so với không khí bằng 2,1. Có nghĩa là D của CNH2N so với không khí bằng 2,1. D này chính bằng là phân tử khối trung bình của anh CNH2N. Không khí là 29. Đấy chưa? Vậy mình tìm được phân tử khối trung bình của anh CN H2N nó bằng là 29 nhân với 2,1 tí thì nhầm. Mà phân tử khối trung bình của anh CN H2N ấy, thì đây bằng 12N cộng 2N là 14N trung bình không? Thì bằng 29 x 2,1 không? 60,9 không? Đến đây mình tìm được N trung bình không? 60,9 mà chia cho 14 4, Các em lưu ý nhá Chúng ta phải cực kỳ lưu ý ở đây là đề bài bảo chúng ta là ăn kênh kế tiếp Bởi vì có từ kế tiếp này nên 4,35 này lớn hơn 4 và nhỏ hơn 5 nên suy ra một anh ăn ken là C4H8 và một anh ăn ken là C5H10. Được chưa? Một anh là C4H8 và một anh là C5H10. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C C4H8 và C5H10. Đấy các em nhớ nhá. Đây là một cái câu rất là dễ làm nhưng mà nếu mà các bạn mà không nắm được cái công thức về tính tỉ khối ấy, thì các bạn cũng không làm được. Thì hóa thực ra nó chỉ là những cái phần tính toán đơn giản thôi và chúng ta chỉ cần nhớ một vài cái kiến thức cơ bản, đơn giản một vài cái công thức đơn giản thôi là chúng ta làm được. Nó dễ lắm các em ạ, nó dễ lấy điểm cực kỳ luôn ấy. Không có môn nào dễ như môn hóa luôn. Mình sang câu 13 nhé Câu 13 cho một mon mỗi chất etin, propin, bút một in và pent một in tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì chất nào mà phản ứng tạo được lượng kết tủa là lớn nhất. Ôi câu này hay quá đi mất. Câu này quá hay luôn. Bây giờ cho một mon mỗi chất này và bây giờ mình phải biết được các chất là gì đã. Etin này. HC nối 3CH các bạn cùng comment đáp án với thầy nhá. Để xem mình làm đúng hay làm sai. Propin này. 123 này, C này, CH3 này. Bút 1 in này. 123 này, C này, CH2 này, CH3 này. Pen 1 in này xem mình làm đúng không nhé 123 này, C này, CH2 này, CH2 này, CH3 này. Bây giờ cho tất cả bọn này tác dụng với AGN3 trong NH3. Thì riêng anh này có hai hero linh động nên nó tạo thành là C2 AG2. Anh này thì nó tạo thành là C 3 H3 Ag Anh này thì nó tạo thành là C4 H5 Ag Anh này thì nó tạo thành là C5 H7 Ag Nếu là 1 mon tất cả bọn này thì sinh ra 1 mon tất cả bọn này, vậy bây giờ câu chuyện chúng ta là so sánh phân tử khối của tất cả bọn này xem thằng nào lớn nhất C2 Ag2 thì carbon là 12, 12 x 2 là 24, 24 cộng 108 x 2 bằng 240 anh này nhá 12 x 3 cộng chắc chắn anh này, nhỏ, anh này nhỏ anh này nhỏ anh này rồi nên mình chỉ cần tính anh này thôi 12 x 5 cộng 7 cộng 108 bằng bao nhiêu 175 khá nhiều bạn nhìn thấy không 240 lớn hơn 175 anh này nhỏ mà có võ này anh này thế tận hai anh bạc này để chưa vậy chất mà tạo được lượng kết tủa lớn nhất ý nhiều bạn nghĩ rằng nó là pen một in nhưng không phải pen một in nhá nó là gì? Ê, tìm, Nhớ nha Đừng để bị lừa Chỉ để thay lừa thôi Đừng để bị lừa Đấy chưa? Nhọ chưa? Câu 14 ạ Câu 14 ạ Các bạn cùng tính toán cho thầy xem câu 14 đáp án gì ạ? Các bạn cùng comment đáp án xem nào Câu 14 đáp án là gì? Câu 14 Câu 14 đi Cùng comment đáp án xem câu 14 đáp án gì ạ? khó không căng như dây đàn chưa căng đét đẹp, đẹp đẹp luôn nhá căng đét đẹp, đẹp đẹp luôn các bạn comment đáp án ở đây xem nào câu 14 14 này 14 đáp án gì đây đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp X. Hỗn hợp X của chúng ta này. Số mol của nó là 6,72 lít. Vậy số mol nó là 0,3 này. Đốt cháy này gồm hai hydrocarbon này thì thu được này 8,96 lít CO2 này. Số mol CO2 bằng 8,96 chia 2,4 thì bằng 0,4 mol. Nước này. Số mol nước của chúng ta là bằng 9 chia cho 18 thì bằng 0,5 mol. Được không? Vậy này, ngay lập tức này mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình sẽ bằng này, số mol CO2 chia số mol X. Vậy là bằng 0,4 chia 0,3 bằng 0,4 chia 0,3 bằng 1 1,33 lớn hơn 1, vậy chắc chắn có một anh phải có một nguyên tử carbon. Loại anh này anh này đều lớn hơn 1. Loại anh này, hai anh này đều lớn hơn 1. Được chưa? Ok chưa? Thế mình chỉ còn C và D. Tiếp tục các em nhé, tiếp tục các em nhé. Các em nhìn kỹ nhá. Tiếp tục này, số nguyên tử hydro trung bình bằng 2 lần số mol nước chia số mol chất X. Thì số mol nước ở đây mình tìm được bằng 0.5, vậy 2 nhân 0.5 chia 0.3. 2 nhân 0,5 là bằng 1 1 chia 0,3 bằng 3,33 3,33 có nghĩa là một anh phải nhỏ hơn 3,33 Và một anh phải lớn hơn 3,33 Và mình nhìn ra bán này 3,33 lớn hơn 2 đúng không? Hero thì không thể là một số lẻ được Không thể là một, không thể là 3 được Vậy nó chỉ có thể là hai thôi Lớn hơn 3,33 đây thằng này hai thỏa mãn này Lớn hơn 3,33 thì nó có thể là 4 Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Nhưng bây giờ mình phải thử lại xem C đúng hay không. Mình phải thử lại xem C đúng hay không. Được không ạ? Mình thử nhé. Đặt anh này là A, đặt anh này là B đi thì mình có hệ phương trình. <laughs> 1 bằng bảo am. À, cộng số mol anh này 1 bằng 0.3. Phương trình thứ hai là bảo toàn carbon. <laughs> 1 bằng 2 bằng số mol xem là 0.4. Đây ạ, à, anh này số mol bằng 0.2. Số mol anh này bằng 0.1. Giờ mình bảo toàn hero thử xem đúng không nhá 0,2 x 4 cộng 0,1 x 2 bằng chia 2 bằng đúng bằng 0,5 Vậy chọn luôn Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C Ở cái câu này thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một cái phương pháp giải bằng phương pháp giải là số nguyên tử carbon trung bình Một phương pháp khá là kinh điển nhá Để chuyên giải các bài tập hữu cơ Các em cần phải nắm vững được cái phương pháp này để mà mình đi giải các bài khác nhá Các cái phương pháp này là những phương pháp kinh điển để chuyên giải bằng hữu cơ được không ạ? Ok này tiếp 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 Câu số 15 nhìn khó lẻ Để lại Câu số 16 này Câu số 16 Ủa, oh, Câu số 16 là một câu dễ này Câu số 16 là một câu dễ 16 đừng nhìn thấy dài dài mà tưởng khó nhá Câu này dễ hợp Thì chữa cho các em nhìn Bọn em đừng sợ Những câu này nó dễ lắm đây ạ câu 16. Hỗn hợp khí A thì gồm etan và propan. Hỗn hợp khí A thì gồm etan và propan. Đây nhá, hỗn hợp khí A này. Etan là C2H6. Propan là C3H8. Được chưa? Đây là etan propan này. Đốt cháy hỗn hợp A thì thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ thể tích là 11 chia 15. Chúng ta lưu ý cho thầy này, tỷ lệ về thể tích cũng chính là tỷ lệ về số mol. Nhá, cái này phải lưu ý kỹ cho thầy. Tỷ lệ về mặt thể tích cũng chính là tỷ lệ về số mol. Do tỷ lệ về thể tích cũng chính là tỷ lệ số mol nên mình sẽ có một điều như sau, mình coi như thể tích là số mol để tính toán. Vậy mình coi luôn số mol CO2 là 11, số mol H2O là 15. Đây bài hỏi thành phần phần trăm cái khối lượng nhé. Muốn tìm phần trăm cái khối lượng thì mình cần tìm số mol đúng không? Mình đặt số môn CH6 là A, số mol c 3 là B đi Mình sẽ có hệ phương trình Phương trình thứ nhất là bảo toàn carbon 2A cộng 3B 2A cộng 3B bằng 11 Phương trình thứ hai là bảo toàn hydro Bảo toàn hydro 6A cộng 8B Bằng 2 x 15 Vậy tới đây mình tìm được A và B 2 bằng 3 bằng 11 bằng 6 bằng 8 bằng 30 bằng Đây ạ Suy ra A bằng 1 B bằng 3 A bằng 1 B bằng 3 Với A bằng 1 B bằng 3 Thì ngay lập tức Mình sẽ tìm được phần trăm về khối lượng Mình tìm được khối lượng của CH6 đó nhá 1 nhân với CH6 là 24 cộng 6 bằng 30 Vậy là 30 nhân 1 Đây là 30 gram C8 nó sẽ là 3 nhân với 12 nhân 3 cộng 8 bằng 132. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm về mặt khối lượng mình sẽ có là 30 chia cho 30 cộng 132 bằng nhân 100%. 18,518. 18,518 thì gần bằng 18,52. Đúng không? Gần bằng 18,52 vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 18,52. Ok Thấy không ạ Nó dễ, những câu này dễ Những này câu này quá dễ, còn ba câu mình để lại là nó khó khó cơ Tí là mình quay lại mình chữa Câu 17 nhé Câu 17 ạ Cho các chất sau Cho các chất sau những chất nào là đồng phân của nhau ạ cho các chất sau những chất nào là đồng phân của nhau Các em tự nhìn xem những chất nào là đồng phân của nhau Toàn mà những cái này nhá, muốn biết nó là đồng phân của nhau ấy thì đầu tiên mình phải viết được cái cấu trúc của nó ra. Sau khi em viết được cấu trúc của nó ra rồi thì bắt đầu là em sẽ đi viết cho thầy là công thức phân tử. Mình viết được công thức phân tử thì mình lưu ý rằng là những cái chất mà có cùng công thức phân tử thì nó là đồng phân của nhau. Thế là xong. Đúng không ạ? Chỉ cần có cùng công thức phân tử thôi thì chắc chắn nó là đồng phân của nhau. Vậy mình có này. Hai mê tin Bút một em. Viết ra nhá. Bút 1 n này, hai metin này. Vậy công thức phân tử của nó là gì? C5H10. Được chưa? 3,3 dimetin bút 1N Bút 1N này 3,3 dimetin này Công thức nó là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6H12 Ăn ken mà Đúng không ạ? 3 metin pen tờ 1N Pen tờ đây Penta 1N 3 mê tin không Vậy nó là gì 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6H12 Vậy là anh số 2 và anh số 3 này là đồng phần để nhau Đấy chưa 3 mê tin pen 2N Penta 2N 3 mê tin Đấy chưa Anh này vẫn là C6H12 Ok chưa Vậy là ba anh Đúng không? Anh này cũng là đồng phân 2, 3, 4 là đồng phân của nhau Vậy đáp án đúng của chúng ta Nó là đáp án D Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé Thấy không? Dễ lắm Cực kỳ dễ luôn Nhưng mà các bạn cứ sợ các bạn không dám làm ấy Các bạn đừng sợ môn hóa nữa Môn hóa nó dễ mà Môn hóa có thầy độ rồi Còn sợ gì nữa Câu 18 đi 18 các bạn cũng mạnh dạn comment đáp án cho 18 đáp án gì Mạnh dạn vào Mạnh dạng thì mới giỏi được Ai mạnh dạng mới có người yêu <laughs> Câu 18 á. Khi cho anken Tác dụng HCl Thì cho được sản phẩm chính là Thì đây nó là tuân theo quy tắc cộng như cốp Thực ra markovnikov như các em không cần nhớ nhiều đâu Các em chỉ cần nhớ cho thế này Là anh nhóm thể X Có xu hướng Về cái nguyên tử carbon Có bậc cao hơn Chỉ cần nhớ vậy thôi Nhá, Nó sẽ có xu hướng cộng vào nguyên tử carbon bậc cao hơn vậy bây giờ câu chuyện chúng ta đi tìm cho anh nguyên tử carbon nào có bậc cao hơn ch 2 này nối đôi này ch này ch 3 này mà cộng với lại hcl này về mặt bản chất như sau này liên cái đôi đứt ra chia hai cái vạch ra anh cl có thể vào đây hoặc vào đây còn anh h vào anh còn lại đấy chưa thì nó sẽ ưu tiên vào đây là anh bậc một nhá đây là anh bậc hai thì nó sẽ ưu tiên vào anh bậc hai là sản phẩm chính được chưa và anh bậc hai là sản phẩm chính thì mình chỉ có một đáp án thôi đấy là đáp án à ngon lành cảnh đào không thừa nhận với thầy đi môn hóa nó dễ đúng không môn hóa nó dễ cực kỳ luôn câu 19 chín à. ạ 19 mà không làm được nữa thì thôi chứ còn gì nữa. Đốt cháy 1 mon hydrocarbon X thì thu được 3 mon CO2 và 2 mon nước. Công thức của X là Yêu ơi cô này dễ ợt luôn. Mình sẽ có là số nguyên tử carbon thì bằng số mon CO2 chia số mon X. Số mon CO2 bằng 3, số mon X bằng 1, vậy nó bằng 3. Số nguyên tử hydro bằng 2 lần số mon nước chia số mon X bằng 2 x 2 chia 1 bằng 4 Vậy suy ra cháu nó là Sẽ h 4 Ôi sẽ ẹc Nhờ Sẽ h 4 đáp án đúng là đáp án À Thấy không Dễ không Đấy Ok chưa Mình quay lại giải mấy câu mình để lại xem nào Mình quay lại mình giải mấy câu mình để lại nào Câu uh, số 3 nào Câu số 3 Câu số 3 đi Hỗn hợp khí X gồm Etilen Metan Propin Và Vininacetilen Có tỷ khối so viro là 17 Vậy bây giờ mình phải viết được cái công thức chúng nó ra đã Etilen là C2H4 Metan là CH4 Propin là C3H4 Vinina Citiland là C4H4 Có tỷ khối để hỗn hợp X Tỷ khối của X so với Hydro là 17 Có nghĩa là D của X so với Hydro thì bằng 17 Vậy mình tìm được phân tử khối trung bình của X So với phân tử khối của Hydro Bằng 17 Suy ra mình tìm được phân tử khối trung bình của x bằng 17 x 2 bằng 34. Mặt khác, hỗn hợp này em nhìn này, đều là 4. Nên mình có thể đặt chúng nó là CAH4 mà có phân tử khối trung bình bằng 34. Thì có phải mình được là 12A cộng 4 bằng 34. Đến đây mình tìm được A bằng 34 trừ 4 bằng 30. 30 chia 12 bằng 30 chia 12 Bằng Ôi, Lỗi rồi 5 phần 2 5 phần 2 là bằng 2,5 Vậy A bằng 2,5 Vậy suy ra cái hỗn hợp X này của mình Mình để coi nó là C2,5H4 Được chưa? Đấy 4 anh mà mình dùng phương pháp trung bình Mình đưa được cả cái hỗn hợp X về C2,5H4 đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol x Mình sẽ thu được CO2 và H2O Rồi mình hấp thu toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng CA h hai lần Dư Thì khối lượng bình tăng thêm bao nhiêu gam Thế mình lưu ý cho thầy này Khối lượng bình Tăng thì nó chính bằng là khối lượng của CO2 cộng với khối lượng của nước. Được không ạ? Vậy nhiệm vụ chúng ta bây giờ chỉ cần đi tìm khối lượng của CO2 và khối lượng nước là xong. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, 0.05 nhân 2.5. Nhân 2.5 bằng 0.125. Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro mình tìm ra được nước này, 0.05 nhân 4. Được chưa Bằng chia 2 2 ở trong nước này Bằng 0.1 Vậy đây nó chính bằng này 44 x 0.125 Cộng với 18 nhân 0.1 Kết quả chúng ta bằng 44 x 0.125 Cộng 18 x 0.1 Bằng 7.3 Dễ chưa? Thực ra vậy thì cái bài này nó chỉ có tác dụng là Dọa những người yếu tim thôi Chứ còn bạn nào mà chăm chỉ vẫn làm được hết Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D Các bạn hiểu chưa? Đấy là một cái kỹ năng như thầy đã nói rồi Kỹ năng trung bình là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng Trong cái phần mà chúng ta giải về hóa Nhá Ok Tiếp ạ Mình để lại 3 câu cơ mà Mình mới giải được một câu Câu số 10 này cũng là một câu kinh điển Câu số 10 này cũng là một câu kinh điển Tại sao thì lại nó là kinh điển? Tại vì là có nghĩa là chúng ta sẽ gặp đi gặp lại nó rất rất nhiều lần nên nó được tính là kinh điển. Không chỉ một lần các em gặp bây giờ mà thầy nghĩ rằng là trước khi gặp ở đây thì các em đã gặp rồi. Đúng không? Câu số 10 ạ. Hỗn hợp gồm 3 hydrocarbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong giải đồng đẳng X Y Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thế thì kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nó sẽ xảy ra điều gì? Là cứ hai cái thằng mà liên tiếp nhau thì hơn kém nhau một nhóm Z2 và một nhóm Z2 thì là hơn kém nhau 14 đơn vị carbon tại vì carbon là 12, 12 cộng 2 bằng 14 mà. Y hơn X 14. Z hơn Y 14. Vậy có phải mình suy ra Z hơn X là 28 không? Vậy mình sẽ có cái đầu tiên là phân tử khối của Z trừ đi phân tử khối của X bằng 28. Đấy chưa? Có số mol bằng nhau tỷ khối hơi của Z so với X bằng 2 Phân tử khối của Z chia phân tử khối của X bằng 2 Suy ra phân tử khối của Z bằng 2 lần phân tử khối của X Mình giải hệ này thì mình tìm được Phân tử khối của X bằng 28 Phân tử khối của Z bằng 56 Và phân tử khối của X bằng 28 thì mình suy được luôn công thức của X Nó là C2H4 và mình suy được luôn của Z bằng C4H8. Vậy suy ra Suy ra X của mình chính là C2H4 Là X Y của chúng ta là C3H6 Và Z của chúng ta Là C4H8 Mỗi thằng là 0.1 Để bài cho mà Để bài cho mỗi thằng là 0.1 Mon Đốt cháy hoàn toàn mình thu được CO2 và H2O hấp thụ vào dung dịch CO2 lần dư. Thì thu được kết tủa. Vậy ở đây này mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Mình có. 0,1 x 2. Ra số mol bon CO2 nhé. Cộng 0,1 x 3. Cộng 0,1 x 4. Thì bằng số mol CO2 0.1 x 2 cộng 0.1 x 3 cộng 0.1 x 4 bằng 0.9 Thì do thằng xe quá lần dư Nên là chắc chắn kết tủa chúng ta là kết tủa xe CO3 0.9 Ok chưa Và 0.9 thì mình tìm được khối lượng là bằng 0.9 0.1 À sorry Mỗi thằng 0.0.1 Để bài bảo là cho 0.1 mon hỗn hợp trên cơ mà không phải một bọn này ạ. À. Sorry ạ. À. Lỗi 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 lỗi. Sản phẩm hấp thụ hoàn toàn trong dịch xe vài lần dư thì thu được A gam kết tủa. Đây là không phải một món tất cả bọn này. Tí toàn đấy, không phải món món tất cả bọn này. Thế thì chỗ này là 0,3 thì thu được kết tủa là 0,9 vậy 0,1 thì thu được kết tủa là 0,3. Được không ạ? À? 0,1 thì thu được kết tủa là 0,3. Vậy 0,3 nhân với 100 thì bằng 30 gam. Các bạn đúng là đáp án C Các em thấy dễ không? Thấy dễ không ạ? Những cái câu này nó rất là dễ thôi Nhưng mà các bạn cứ sợ nên các bạn không làm được. Mình chỉ cần nắm bản chất Mình nắm được phương pháp làm Thế là cần lục luôn Nhá Mình sang cái câu số 15 15 đừng có sợ 15 vẫn dễ 15 cũng là một câu dễ 15 cũng là một câu dễ luôn Các bạn cũng để ý nha Mong thấy chữa câu 15 như thế nào 15 la một câu dễ ạ, thầy khẳng định với các em 15 là một câu dễ. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hợp chất hữu cơ X. Một hợp chất hữu cơ X. Đề bài cho là 0,1 mol này. Cần dùng này oxy này. Số mol oxy là 5,04 chia 22,4 bằng 0,225. 0,225 thì thu được CO2 H2O nitơ qua bình đựng Ba 2 lần dư thì thấy khối lượng bình tăng thì đi qua Ba này 2 lần dư thì nó giữ lại CO2 và H2O và thoát ra là thoát ra nitơ và sinh ra kết tủa là kết tủa BaCO3

Đề bài yêu cầu chúng ta xác định công thức phân tử của x Thế thì Đầu tiên mình phải hiểu đã Đầu tiên mình phải hiểu đã, do đề này là Do đây vào BA là lần dư Nên số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 Một anh Đúng không ạ Số mol nitơ thoát ra là 0,05 Nên số mol nitơ này cũng bằng 0,05 Được không ạ Dễ chưa Thế Bình có m bình tăng đây để bài cho M bình tăng 13,3 gram M bình tăng Có phải chính bằng M của CO2 cộng nước không? Vậy suy ra mình có này M bình của mình Tăng là 13,3 Bằng M CO2 của mình CO2 biết rồi ạ CO2 biết rồi ạ 0,2 Nhân 44 cộng với nước chưa biết 18 nhân n nước vậy đến đây mình tìm được N của nước nhỉ yeah. 13,3 trừ 0,2 nhân 44 bằng chia 18 bằng 0,25 0,25 vậy n nước của mình bằng 0,25 ok chưa vậy hoàn toàn ở đây thì sẽ tìm được số nguyên tử carbon sẽ chính bằng số mol CO2 chia số mol X 0,2 chia cho 0,1 bằng 2 Số nguyên tử hydro bằng 2 lần số mol nước chia cho số mol x. 2 nhân 0,25 chia 0,1 bằng 5. Số nguyên tử nitơ bằng 2 lần số mol N2, 2 nhân 0,05 chia cho số mol x bằng 1. Được chưa? Vậy mình suy ra thằng x của mình nó sẽ là C2H5. O X N Mình chưa biết có mấy oxy nhá Mình chỉ biết nó là C2H5OXN Nhưng mình nhìn đáp án này C3H5 Bỏ C3H7 bỏ C2H7 bỏ Vậy mình chỉ còn C2H5O2 N Thực ra cái việc tìm ra được O2 này Chúng ta có thể bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình tìm ra được X bằng 5 Nhưng ở đây mình nhìn đáp án Nhìn luôn đã phải bảo toàn oxy Đúng không? Mình chọn được luôn Đáp án đúng của mình là đáp án dễ em thấy chưa Nhìn câu này tưởng khó nhưng mà thực ra nó không khó Nhưng chúng ta nhìn thấy tưởng tượng Nhá Câu 20 Hợp chất nào sau đây khi cộng hydro Thì sản phẩm là isopentan Vậy thì mình phải biết được Isopentan nó như thế nào đã Thì isopentan đây ạ Đây là anh isopentan Vậy để cộng được hydro ra được isopentan Thì mạch chính của nó cũng phải Giống với isopentan Đúng không? Xem nào Isopren này Thì anh isopren này nó cộng 2H2 Thì đúng là nó tạo thành isopentan thật các em ạ Đây Đấy chưa ạ à? à, Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì Isopren luôn nhỉ yeah. Mình chọn đáp án luôn ạ à. Isopren Isopren thì cộng với hydro thì ra được isopentan Thế giờ mình xem thêm IB có đúng không 2 mê tin bút 2N Bút 2N 2 Hi mê tin bút 2N Thì anh này cộng 1H2 thì cũng thu được isopentan pentan các em ạ. Ờ, à, thế vậy có khả năng cao là IC đúng nhưng bây giờ mình thử xem IC có đúng không nhá. 3 metin bút 1 n Bút 1 n này. 3 metin bút 1 n mà cộng với hero thì nó tạo thành Anh này cũng isopentan. Wow, vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D các em nhé. Đấy, có khá nhiều bạn bị lừa ở câu số 20 này rất tiếc cho các bạn. Đây câu 21 thì thầy xin phép là thầy sẽ để đến cuối bài Rồi chúng ta sẽ giải câu 21 sau. Đúng không ạ? Mình sang câu 22 nào. Câu 22 là một câu tính toán. Câu 22 này muốn làm là câu 2 mình phải kỹ năng, các bạn nhìn kỹ cái skill của thầy nhá. Các bạn phải xem kỹ cái skill của thầy vào thì mới biết được cái cách giải. C2H5OH này. Hiệu suất 60%, hiệu suất 80% này. Cao su thì nó chính là C4H6 tất cả n lần. Được chưa? Tất cả n lần. Thế đầu tiên này, hiệu suất của cả quá trình thì bằng tích các hiệu suất, các em nhớ nhé. Hiệu suất của cả một quá trình thì bằng tích các hiệu suất. Vậy này, hiệu suất của quá trình 1, à, hiệu suất của 1 là 60, hiệu suất của 2 là 80. Vậy hiệu suất của cả quá trình nó sẽ bằng là 60%. 60 phần 100 là 0,6. Nhân với 80% là 0,8. Vậy nó bằng là hiệu suất của cả quá trình là 0,48. Được không ạ? À? Thứ hai bây giờ mình sẽ đi cân bằng nguyên tử nguyên tố carbon. Mình thấy là vế phải của mình có 4n carbon. Vế trái của mình chỉ có 2 carbon thôi. Vậy chỗ này phải là 2n. Được chưa? Thì vế này mới là 4n carbon và bên này mới là 4n carbon. Ok không ạ? À? Ở đây đề bài bảo là tổng hợp 54 gam cao su buna. Đây là công thức của cao su buna này. Vậy mình sẽ tìm được số mol bon của cao su buna bằng 54. 54 chia cho này. Anh này là 12 x 4. Cộng với 6 bằng 54 phân tử khối này là 54n vậy chỗ này nó sẽ là 54 chia 54n và bằng 1 phần n được không ạ 1 phần n mon thế thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ngược lại được số mon của c 2 5 oh là 1 phần n nhân 2n 1 phần n mà nhân 2n thì bằng 2 đúng không ạ lưu ý cho thầy có một cái chiêu chỗ này 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 thuận nhân thuận thì nhân hiệu suất nghịch thì chia hiệu suất đây là chiều nghịch vậy nghịch phải chia hiệu suất 2 chia cho 0.48 được chưa? Thế là ra được số mol của CH5OH. 2 chia 0,48 bằng ra số mol nhá. Được bao nhiêu mình nhân với phân tử khối của CH5OH bằng 46 nhân 46 ra khối lượng. 191,666 tương đương với là 191,67 g nhá. 191,67 g vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Được chưa? Nó là đáp án C ạ. À? Câu 22 đáp án C. Thầy gợi ý này câu 23 này hỗn hợp x gồm hai ankin kế tiếp trong cùng một dãy đồng đẳng hai ankin kế tiếp trong cùng một dãy đồng đẳng vậy công thức tổng quát của ankin là gì công thức tổng quát của ankin là gì cn h2n trừ là công thức tổng quát của ankin dẫn 5,6 lít hỗn hợp x vậy chúng ta sẽ tìm được số mol của x bằng 5,6 chia 2,4 bằng 0,25 qua bình đựng brom dư Đấy chưa? Thì khi mà qua bình đựng Brom dư ấy, Thì mình sẽ có là một cái điều Đó là khối lượng của bình Brom tăng Khối lượng bình Brom tăng Thì nó chính bằng khối lượng của cái thằng nó giữ lại Chính là khối lượng của Ankin Và ở đây để bài cho chúng ta là khối lượng bình Brom tăng bằng 11,4 Thì chính khối lượng của Ankin bằng 11,4 Thế có phải ở đây mình đã tìm được khối lượng của Ankin đúng không? Mình đã biết số mon của hỗn hợp Ankin không? Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được phân tử khối của ankin. Nó bằng là khối lượng là 11,4. Chia cho số mol là 0,25. 11,4 mà chia 0,25 ạ. 45,6. Vậy 45,6 thì hoàn toàn mình sẽ có này Phân tử khối của ankin thì cũng phải tính là bằng là 12 nhân n Trung bình cộng 2N trung bình trừ 2 thì bằng 45,6 không? Vậy hoàn toàn tới đây thì mình sẽ tìm được N trung bình của mình bằng 45,6 cộng 2 chia 14. 3,4. N trung bình bằng 3,4. Vậy mà đề bài lại nói là cùng dãy đồng đẳng lại còn là kế tiếp. 3,4 thì nó lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4. Vậy suy ra một anh là C3 H4 của anh là C4 H6 Ok không? Các em thấy dễ không? Hai ba dễ không ạ? C3 H4 và C4 H6 Đáp án đúng là đáp án D Thì cái câu 23 này là một cái câu dạng điển hình của phần ankin rất dễ thi Nhá, Rất dễ thi Các em cần chú ý ở cái câu 23 này Đúng rồi, mình chỉ nhớ một vài cái mấu chốt thôi là mình sẽ làm Là một câu dạng điển hình mình cũng đánh dấu sao lại tí nữa Rồi mình chữa sau Nhá, Bây giờ mình cứ theo một cái nguyên tắc là dễ làm trước khó làm sau các em ạ Thế cho sướng nhỉ yeah. Câu 25 nào 25 đáp án gì ạ 25 các bạn chọn đáp án gì Dùng dung dịch brom có thể nhận biết được cặp chất nào sau đây ạ Dùng dung dịch brom Thì có thể nhận biết được cặp chất nào sau đây 25 ạ Ok Brom thì có thể nhận biết được cặp chất nào sau đây Đi yêu cầu là nhận biết Thế thì mình thấy này Ethylene và propylene thì Cả hai thằng này đều là mất màu dung dịch brom Mà điều kiện thường Tại vì nó đều là anken metan và etan thì nó đều không làm mất máu dịch brom ở điều kiện thường mà nó chỉ có thực hiện phản ứng thế brom thôi ethylene và styrene nó đều có nối đôi đấy chính vì vậy nên nó đều không làm mất máu dịch brom ở điều kiện thường vậy chỉ còn toluen và styrene styrene thì làm mất máu dịch brom ở điều kiện thường đúng không còn toluen thì không làm mất máu dịch brom ở điều kiện thường vậy nhận biết được là dễ dễ chưa dễ không 26 ạ một câu tính toán ạ Ôi dồi ôi, câu này là một câu cho điểm rồi còn gì nữa 26 là một câu cho điểm rồi Đốt cháy hoàn toàn hai hydrocarbon kế tiếp nhau trong giấy đồng đẳng Thu được hai hydrocarbon thì mình chưa biết nhé Mình đặt nó là CXHI Mình chưa biết thì mình cứ đặt là CXHI Cộng với oxy này Thu ra được này CO2 này H2O này Mình tìm được số mol CO2 luôn này Bằng 4,4 chia cho 44 bằng 0,1 Số mol H2O bằng 2,52 chia 18 0,14 và mình thấy một điều là thế này 0,14 này nó lớn hơn 0,1 Và do 0,14 lớn hơn 0,1 Nên chắc chắn hai anh này phải là Thuộc cùng dãy đồng đẳng là Anken CNH2N Cộng 2 Bởi vì cứ N nước lớn hơn NCO2 Thì nó thuộc dãy đồng đẳng Anken Đúng không ạ? Và Mình có một điều đó là N nước Trừ NCO2 Thì bằng N An N Ancan Đấy chưa? Cứ nở nước lớn nở sai thì nó thuộc à, dãy đồng đẳng. Đấy chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được số mol của ancan bằng 0,14 0,1 bằng 0,04. Và n ancan bằng 0.04 thì công thức tổng quát của nó là CN trung bình H2N trung bình cộng 2. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Số carbon trung bình bằng số carbon trung bình bằng số mol CO2 là chia số mol ankan là 0,04. 0,1 mà chia cho 0,04, đúng rồi, ankan ạ, à, ankan ạ. À. bằng 2,5. 2,5 mà do đề bài nói là kế tiếp nhau. Nên mình sẽ có 2,5 lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. 2 tương ứng với là C2H6. 3 tương ứng với là C3H8. Được chưa? Vậy một anh là C2H6 và một anh là C3H8. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án này Ok chưa? Chất để mà điều kiện có đồng phân hình học nhá, mình nhắc lại cái điều kiện để có đồng phân hình học này. Điều kiện để có đồng phân hình học là C nối đôi C này. A này, B này, C này, D này. A khác B và C khác D. Đúng không ạ? Vậy này, mình nhìn thấy này, để điều để đủ điều kiện mà có đồng phân hình học ấy. Ở đây điều đề bài bảo là không có đồng phân hình học thì mình nhìn là ý B này. Ý B của mình nhá, thì vì anh ý B ra cho các em nhìn nhá. C này, nối đôi C này. H này. H này. CH3 này, thầy vẽ cái nối đôi này này. CH này, nối đôi này, CH2 này. Anh này khác anh này chưa? Anh này khác anh này chưa? Nên có đồng phân hình học. Mà đề bài hỏi là không có đồng phân hình học nên loại B. Tương tự như vậy mình loại được D và mình loại được C. Thầy vẽ đáp án A cho các em nhìn nhá. Đáp án A này, nối đôi này. C nối đôi này, C này, H này, CH3 này. CH3 này. CH3 chúng ta nhìn này, nhóm CH3 này giống nhóm CH3 này không? Và do hai nhóm CH3 này giống nhau nên nó không thỏa mãn điều kiện có đồng phân hình học. Vì vậy nên chất không có đồng phân hình học phải là đáp án A. Ok chưa? À tổng số đồng phân ứng với công thức phân tử C3H5Br. Thế thì với cái C3H5Br này này thì anh này nó tương đương với lại là C3H6 suy ra trong phân tử có một nối đôi CC được chưa mình phải suy được kiểu thế cho nó nhanh nhá vậy mạch chính là có một nối đôi CC bước một mình vẽ mạch chính này mạch chính có một nối đôi CC này được chưa ở đây đề bài chỉ hỏi là đồng phân mạch hở nhá đồng phân mạch hở vậy ở đây mình sẽ có vậy ở đây mình sẽ có đánh số nguyên tử carbon để đính brom brom đính vào đây thì là đồng phân số 1 brom đính vào đây đồng phân số 2 đồng số brom đính vào đây đồng phân số 3 khá nhiều bạn sẽ đi để chọn đáp án là đáp án C Nhưng ở đây đề bài hỏi tổng số đồng phân mạch thở Vậy mình còn phải xét đến một trường hợp nữa là đồng phân hình học Nhá. Có khá nhiều bạn sẽ quên cái việc là nó có đồng phân hình học Các em nhìn này Tại sao thầy bảo nó có đồng phân hình học Đồng phân hình học ở vị trí số 1 này này Thầy vẽ anh số 1 ra cho các em nhìn nhá Anh BR đính vào đây Anh H đính vào đây Các em nhìn thấy chưa H này khác BR H này khác CS3 Vậy ở vị trí số 1 có thêm một đồng phân hình học nữa Vậy tổng cộng mình sẽ có 1, 2, 3 Và cộng một hình học nữa là mình tổng cộng có 4 đồng phân ạ 4 nhá. Đấy, Rất tiếc cho những bạn nào có nền đáp án C Các em thấy không ạ Cái việc mà chúng ta xác định có đồng phân hình học hay không có đồng phân hình học Nó rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái việc Mà mình có chọn được đáp án đúng hay không và với những cái dạng bài trắc nghiệm thì nếu mà em viết thiếu một đồng phân hay em viết nhiều hơn một đồng phân thì luôn luôn nó quyết định là em sẽ giải sai sản phẩm chính của phản ứng giữa buta 1,3 dn với dung dịch brom ở 40 độ C thì buta 1,3 dn này, này. Đấy chưa? 40 độ C là nóng. Ui, nóng mà chuẩn bị đến những ngày nóng. Những ngày nóng thì làm sao ạ? Thì không có ôm nhau được. Mà phải là gì ạ? Anh đầu sông, em đít sông. Tắm chung dòng nước vàng cổ đông. Có nghĩa là cộng này. Khi cộng brom này. Đấy, thì có anh và em đang cầm tay nhau. Thì một thằng tắm ở đầu sông, một đứa tắm ở đít sông không nhìn không được trộm đồ của nhau không được nhìn đồ của nhau được chưa vậy sản phẩm chính của chúng ta nó phải là đa bán dê các em cứ nhớ vậy nóng thì phải satara lạnh thì xích ta vào đấy là lý do mà tại sao cứ mùa đông là có nhiều đôi yêu nhau vào mùa hè thì các đôi lại chuẩn bị chia tay nhau bởi vì nó quá nóng ok không ạ câu tiếp theo câu số 30 mươi ôi ba mươi thì dễ chưa này yêu 30 mươi cho như cho điểm luôn á 30 này cho điểm với con gì nữa 30 đáp án gì ạ Đốt cháy một hỗn hợp gồm các hydrocarbon Trong cùng một dãy đồng đẳng thì thu được số mol nước Lớn hơn số mol CO2 Công thức chung của dãy đồng đẳng đó là Mình cứ thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 thì Chắc chắn nó là ăn can CNH2N 2 đúng không các em Chọn B luôn Không cần phải nói gì nhiều nhỉ Câu 31 Khi đốt cháy hoàn Ui vừa mới làm 30 xong xuống 31 thì Húp chọn bài luôn khi đốt cháy hoàn toàn một ankan bất kỳ thì mình sẽ thu được số mol nước lớn hơn số mol CO2. Được không ạ? Đây, bây giờ mình sang câu 32 ạ. 32 là một câu tính toán. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít có nghĩa là 0,1 mol. Hỗn hợp A gồm CH4, CH6, C3H8 thì thu được CO2 và H2O. Được chưa? Vậy mình sẽ có này, số mol nước của mình bằng 7,2 chia 18 bằng 0,4. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Các em cùng chú ý quan sát nha, một skill cực độc và cực dị. Có phải để tìm được số mol CO2 thì thầy phải đặt số mol CH4 là A, số mol CH6 là B và số mol CH3H8 là C không? Đúng không? Thế là thầy có 3 ẩn Đúng không? 3 ẩn Thế nhưng mà ở đây thì chỉ có một mối quan hệ tương ứng với A cộng B cộng C bằng 0.1 Và một mối quan hệ nữa là bảo toàn hero 4A cộng 6B cộng 8C bằng 0.4 x 2 Thế nhưng mà 3 ẩn mà chỉ có hai phương trình thì không bao giờ giải được Đúng không? 3 ẩn hai phương trình không bao giờ giải được Vậy thầy sẽ cho ta một skill Là mình gạch số ẩn đi làm sao cho số ẩn bằng số phương trình hai phương trình Đúng chưa? Vậy mình gạch đi một ẩn đang bảo ẩn gạch cái một ẩn để chỉ còn hai phương trình thôi. Các em nhìn nhá, các em nhìn kỹ nhá. Bây giờ thầy giải này. Gạch đi là biến mất rồi. Thầy có a cộng b 0.1. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn hydro. 4a Cộng 6b bằng 2 0.4. Và tới đây thầy bấm máy tính để tìm vừa a và b, các em nhìn nhá. 912. Ờ 1 2. À, 1 0.1 bằng 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 4 bằng... 6 bằng 0,8 bằng âm đây. A bằng âm 0,1 âm 0,1 B bằng 0,2 Được chưa? Vậy ở đây thì có bảo toàn carbon này âm 0,1 x 1 cộng với 2 x 0,2 và đây thì bằng 2 nhân 0,2 bằng 0,4 0,4 chứ 0,1 bằng 0,3 Số mol CO2 bằng 0,3 Mà nhân với 2,4 Đáp án B Ủa kỳ dạy Cách làm này ra số mol âm Mà vẫn ra đáp án đúng này các em ạ Thầy muốn giới thiệu với các em Một skill giải hóa cực kỳ nhanh Và không chỉ giải cho bài này đâu Mà còn giải cho rất rất nhiều bài về sau này nữa Nhá Cực kỳ kinh điển Dĩ nhiên bài này nên cái cách giải này là dành cho tất cả mọi bạn kể cả những bạn nào mà không hiểu về hóa thì vẫn có thể làm được cách này thế còn thế còn nhé những cái bạn mà học giỏi ấy, thì các bạn ấy nhìn một phát là biết hỗn hợp này là hỗn hợp an can đúng không ạ hỗn hợp an can này thì mình sẽ luôn luôn có là n nước trừ n co2 bằng n an can đúng không ạ mà mình biết N ăn can rồi bằng 0,1 rồi Vậy mình sẽ tìm được N co 2 luôn Bằng N nước là 0,4 trừ 0,1 bằng 0,3 Cũng là đáp án 6,72 Thế thì những bạn nào mà nhìn được điều này thì áp dụng cái này nhanh hơn Nhưng những bạn nào mà không nhìn ra được cái này Bởi vì cách này dùng cho rất rất nhiều bài khác Thì áp dụng cách này rất kinh khủng Được không ạ? Ok Cô 34 nhá, dẫn 3,36 lít hỗn hợp gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp hai anken đồng đẳng kế tiếp với công thức tổng quát là cn trung bình h2n trung bình số mol bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15 vào bình nước brom dư thì thấy khối lượng bình tăng thêm m bình brom mà tăng bằng 7,7 gam thì nó chính bằng m của anken Được chưa M bình bờ rôm tăng thì chính bằng M của Anken Thì ngon rồi con gì Đúng không Vậy mình sẽ có phân tử khối Trung bình của Anken Nó bằng khối lượng là 7,7 Chia số mol là 0,15 7,7 mà chia 0,15 51,33 Mà mình có này Anken của mình đây CN trung bình H2N trung bình là 14N trung bình Thì bằng 51,33 Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được N trung bình bằng Chia 14 3,66 3,66 lớn hơn 3 Nhỏ hơn 4 3 của chúng ta nó chính là C3H6 Đúng không ạ 4 của chúng ta nó chính là C4H8 Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là C3H6 và C4H8 nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. B bỏ các em nhé. Đáp án là đáp án B bỏ. Ok. Hỗn hợp X chứa propin và ankin Y. Propin là C3H4 và ankin Y là Y. Tỷ lệ là 1:1. Có nghĩa là số mol nó bằng nhau. 0,3 mol hỗn hợp X. 0,3 mol hỗn hợp X tỷ lệ 1:1 vậy anh này là 0,15 anh này 0,15 thì tác dụng vừa đủ với AgNO3. Số mol là 0,45. Được chưa? Tác dụng vừa đủ. Thế thì chúng ta thấy sẽ sẽ thấy một cái điều như này. Thì mình sẽ thấy rằng là tác dụng vừa đủ với AgNO3 thì các em lưu ý cho thầy nhá là số mol của AgNO3 chia cho số mol của ankin nó bằng là 0,45 chia tổng số mol ankin là 0,3 bằng 1,5 đấy các bạn 1,5 này lớn hơn 1 nhỏ hơn 2 thì 1 này tương ứng là có 1 hydro linh động 2 tương ứng phải có 2 hydro linh động thế 1 này là có 1 hydro linh động vậy chắc chắn nó là C3H4 rồi tại vì propin đúng là anh này chỉ có 1 hydro linh động được chưa? Vậy hai rô linh động thì cái anh cuối cùng anh y này phải có hai rô linh động. Và anh y mà có hai rô linh động thì nó chỉ có thể là anh này thôi. Ăn mà có hai rô linh động thì nó chỉ có thể là axit Đó, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé. 35 đáp án A. acetylen Được chưa? Dễ không? Câu 36 ở à? Câu 36 nhiều bạn bảo nhiều bạn chưa học tới gì. Ok, đây nó thể chữa. Hydrocarbon thơm có công thức phân tử là C8H10. C8H10 biết khi nitro hóa là cộng với HONO3 trong H2SO4 thì chỉ thu được một dẫn xuất mono nitro à chỉ thu được một dẫn xuất mono nitro thế thì để mà chỉ thu được một dẫn xuất mono nitro vậy khi và chỉ khi đây là thấy một một rồi nhé khi và chỉ khi anh này phải đối xứng cao nhất C8H10 mà để đối xứng cao nhất ấy, Thì nó chỉ có một cái trường hợp đó là anh này và anh này Thì khi thế, đây nó có chục đối xứng đây nhé Đây này, bốn anh này, bốn anh hero ở đây Giống vị trí nào nó cũng như nhau Nên NO2, sorry chỗ này thì nghĩ nhầm NO2 này có thể thế vào, đây, thế vào đây Cũng như thế vào đây Cũng như thế vào đây Cũng như thế vào đây Tại vì nó đối xứng nhau được chưa? Và sản phẩm duy nhất của chúng ta nó chỉ là anh này thôi. Sorry ạ, Thì ghi nhập CH3 CH3 NO2. Đấy. Vậy anh A này của chúng ta này nó là anh. Đây là vị trí ốc thô, đây là vị trí meta, đây là vị trí para, vậy nó là para xylen nhá. Para các bạn. Đáp án đúng đáp án C. Xây C, C nhá. Câu 37. Câu 37 nào các em. 37 một câu tính toán. Cho benzen tác dụng à câu 37 này nhiều bạn chưa làm thì thầy để lại tí rồi thầy chữa sau. Nhiều bạn chưa học tới mà. Câu 38 đi. 38. Một hirocarbon mạch hở A ở thể khí điều kiện thường nặng hơn không khí và không làm mất màu dung dịch nước brom. nào, 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 mình có một hydrocarbon a mạch hở ở thể khí ở điều kiện thường nặng hơn không khí nâng không khí phân tử khối của không khí bằng 29 không làm mất màu dung dịch nước brom vậy nó phải là an can A là chất nào sau đây khi biết A tác dụng với clo chiếu ánh sáng chỉ ra một sản phẩm thế mono clo. Metan này nếu mà thế thì đúng là chỉ thu một sản phẩm thế mono và etan cũng chỉ thu một sản phẩm thế mono và 2,2 dimethyl propan là anh này cũng chỉ thu được một sản phẩm thế mono Còn riêng anh 2 metin propan thì anh này thu được hai sản phẩm. Nên loại anh này trước. Được chưa? Ở điều kiện thường nặng hơn không khí Anh này phân tử khối bằng là 12 cộng 4 là 16 Nhẹ hơn không khí rồi Bỏ Anh này là C2H6 Phân tử khối bằng 24 24 cộng với 6 thì bằng 30 30 nặng hơn không khí Đúng chưa Thỏa mãn Nhưng còn một cái cuối cùng là hydrocarbon mạch khở A ở thể khí ở điều kiện thường thì thể khí ở điều kiện thường thì chỉ có C thỏa mãn thôi. Nhá, nên câu 38 đáp án đúng của chúng ta. Thể khí ở điều kiện thường mà thể khí ở điều kiện thường này nặng hơn không khí này không làm mất màu nước brom này thì đúng anh này nặng hơn không khí không đây 24 cộng 6 là 30 đúng chưa nặng hơn không khí đấy chưa không làm mất màu nước brom a là chất nào sau đây biết khi a tác dụng với clo chiếu sáng thì chỉ thu được một sản phẩm thế brom đấy các em lưu ý nhớ chưa ok nhá câu 38 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ thể khí điều kiện thường thì etan nó là thể khí metan là thể khí được chưa chứ còn 2,2 đi metin propan này nó đã bắt đầu chuyển sang thể lỏng rồi các em ạ Đấy, nhiều bạn bị lừa lắm nhiều bạn bị lừa lắm anh này thu được một sản phẩm thế mono mà lưu ý cho thầy là thể khí ạ anh này thể khí câu 39 ạ thuốc thử dùng để nhận biết ba chất lỏng benzen styrene và toluen Câu 39, thuốc thử để nhận biết ba chất lỏng benzen, styren và toluen các em nom thành vĩa nhá. Benzen này. Toluen này. Toluen to yêu em. Styren. đúng không? Vậy bọn này mình ưu tiên mình ưu tiên là sử dụng KMNO4. Dung dịch KMNO4 KMNO4 thì không oxy hóa được vòng benzen đúng không? Không phản ứng. Không chơi với toluen nhưng là mất màu ở điều kiện thường styren bởi vì nó có nối đôi CC này, mất màu. Sau đó thầy đun nóng nhẹ. Thế này không hiện tượng như anh này cũng mất màu nốt. Còn anh nhận biết được rồi. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ sử dụng ánh KMNO4 nhá. 39 là bản B. Câu 40 ạ. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H8. Khi tác dụng với dung dịch HBr cho một sản phẩm duy nhất. Để mà C4H8 tác dụng HBr cho một sản phẩm duy nhất thì khi và chỉ khi anh C4H8 này nó phải là đối xứng cao nhất. Mà đối xứng cao nhất thì chỉ có đáp án B này thôi. Các em nhìn nhá. Cộng HBr. Thì có phải là nó chia ra hai cái vạch này không? Brom đính đây hay brom đính đây đều như nhau? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Ok không? Bây giờ mình quay trở lại mấy câu khó khó nha. Ví dụ như câu 37 này. Thực ra 37 vẫn dễ. Các bạn cùng nhìn non thầy chữa câu 37 cho những bạn nào mà chưa học thì, thì cùng theo dõi câu 37 thầy chữa cho nhá. Bạn nào mà làm được rồi thì comment đáp án xem nào. Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc trong H4 đặc. C6H6. Được chưa? Tác dụng với HNO3 đặc trong H24 đặc Hiệu suất phản ứng là 78% Được chưa? Thì thu được nitrobenzen Kg tấn tạ yến thầy Minh coi như gam tính toán bình thường Đừng đổi, đổi mệt lắm 0,5 chia phân tử khối của benzen 12 x 6 cộng 6 bằng Đây ạ, 1 phần 156 1 phần 156 Vậy suy luôn ra được anh này 1 phần 156 Thuận nhân Thuận nhân hiệu suất nhân 0,78 Được chưa 1 nhân 1 chia 156 nhân 0,78 Thế là ra được số mon Của C6H5 nấu 2 Nhân với phân tử khối 12 x 6 cộng 5 cộng 46 bằng 0,615 tấn Được chưa 0,615 tấn Đáp án đúng là đáp án B dễ chưa kìa dễ mà đúng không ạ kể cả những bạn nào mà chưa học mấy cái này cũng làm được nào mình sang mình xử tiếp câu ba ba câu ba ba trông thế thôi nhưng mà nó vẫn dễ các bạn trông các bạn sợ sợ thôi chứ nó dễ lắm đấy nhá các bạn quan sát này câu ba ba này chất hữu cơ x chỉ chứa các nguyên tố ch và o vậy thì đặt nó đi vậy thì đặt nó là cx hi OZ Khi đốt cháy hoàn toàn chất X Nó cho CO2 và H2O có số mol bằng nhau Ủa ơi, Số mol CO2 và H2O bằng nhau Vậy bây giờ thì đặt số mol CO2 là một Thì số mol H2O là một đi Thì đúng bằng nhau chưa Số mol oxy cần dùng gấp 4 lần số mol X đem đốt cháy À Biết X chỉ chứa một oxy Thế thì anh này là một anh này là một nhá Vậy thì mình sẽ suy ra được luôn là anh x là ăn à cũng chưa suy được bởi vì mình cũng chưa thể suy ra được cái gì cả đúng không bởi vì nếu mà nó là hydrocarbon thì suy ra là ken chứ nó không phải hydrocarbon Nên chưa suy được gì thế vậy ở đây khó nhỉ số mon oxy cần dùng gấp 4 lần số mon x đem đốt cháy vậy bây giờ thì đặt uh... Uh, nếu đặt đây là a thì không hay thế thì thế này đi để yên mình ngáp cái kiểu khác mình không làm kiểu này nữa Nhát này hơi sai hướng Đây ạ à, CX HI OZ Cộng OC Thu được CO2 Và H2O Số mon OC cần dùng gấp 4 lần số mon X Vậy đặt số mon X là 1 Thì số mon OC là 4 Được không ạ à? Thế nó dễ Vậy ở đây bảo toàn Carbon này 1 x X Thì đây là X mon CO2 1 x Y là Y Chia 2 mon H2O Đấy chưa Biết x chỉ chứa một nguyên tử oxy Vậy đây chỉ một oxy đây rồi Được không Vậy ở đây thì đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy Thì phải thấy có là 1 x 1 Cộng 2 x 4 Thì bằng 2 x x Cộng y chia 2 Vậy có phải thấy được 24 là 8 và 8 1 là 9 thì bằng 2x cộng y chia 2. Suy ra 18 thì bằng 4x cộng y không? Đúng chưa? Vậy bây giờ mặt khác này. Số mol nước và số mol c 2 bằng nhau có nghĩa x bằng y chia 2. Suy ra 2x bằng y. Giải hệ cái ra x y luôn. 912 4 bằng 1 bằng 18 bằng 2 bằng trừ 1 bằng 0 bằng 3 x bằng 3 y bằng 6 x bằng 3 y bằng 6 Vậy suy ra cháu nó là C3 H6 O Nhá C3 H6 O Kinh chưa Dễ không Đáp án đúng đáp án này Đấy nó cũng không quá khó đúng không các em Nó chỉ làm chúng ta hơi hơi rối não một tí thôi nhỉ nó chỉ làm chúng ta hơi hơi rối não một tí tẹo 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 thôi mình còn hai câu nữa các bạn quan sát câu tiếp theo câu số 24 24 các em nhá 24 cũng hơi khó khó đấy 24 cũng hơi khó khó đấy 24 dẫn 4,03 lít hỗn hợp khí gồm cái này thầy phải xoay ngang đây

qua bình một chứa AGNO3 trong NO3 này nó sẽ giữ lại anh CH2. Và khí thoát ra này còn là CH4 và CH4 bởi vì hai thằng này không tác dụng AGNO3 trong NO3. Bình 2 chứa dung dịch brom dư. Bình 2 chứa brom dư. Thì brom dư nó giữ lại thằng CH4. Bình 1 có 7,2 gam kết tủa khối lượng kết tủa bằng 7,2 gam Thì có phải khối lượng kết tủa của bình 1 nó chính bằng CH2 cộng AG nếu 3 trong NH3 có phải thu được là chính là bằng khối lượng của C2AG2 không? Vậy hoàn toàn chúng ta sẽ tìm được số mol của C2AG2 bằng 7,2 chia bằng một đơn 12 x 2 cộng 108 x 2 bằng 0,03 và số mol này chính bằng số mol của C2H2. Vậy là mình tìm được luôn số mol C2H2 luôn. 0,03. Được chưa? Khối lượng bình 2 tăng thêm 1,68 gam thì có phải là khối lượng của bình 2 tăng thêm m bình 2 tăng thì nó chính bằng m của CH4. Đúng không Và Bằng 1,68. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol của C2H4 bằng 1,68 chia cho phân tử khối. Chia cho phân tử khối anh này là bằng 28. 0,06. 0,06 mol. Vậy số mol CH4 bằng 0,06. Thế vậy hoàn toàn ở đây đề bài hỏi là phần trăm thể tích C4 thì chúng ta sẽ tìm được số mol của C4 bằng 0,18 0,03 0,06 bằng 0,09. Và mình tìm được phần trăm của CH4 luôn là bằng 0,09 chia cho 0,18 bằng nhân 100% 50%. Dễ chưa? 50% các em ạ. 50% vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Dễ. Một câu cuối cùng. Câu 21 khả năng cao là câu cũng thuộc dạng là khó của đề này. Nhá, câu 21 là một câu khó của đề này. Các bạn cùng quan sát ạ một câu lấy điểm 10 Nung một bình kín Dung tích không đổi chỗ hỗn hợp Hero carbon x mạch hở và hero X Và hero Có niken làm xúc tác Nung nóng bình một thời gian Thu được một khí B duy nhất Khí B Duy nhất Vậy điều này chứng tỏ rằng x tác dụng H2 Ở cùng nhiệt độ Áp suất trong bình trước khi đun nóng gấp 3 lần áp suất trong bình sau đun nóng. Đốt cháy đầy P trước khi đun nóng gấp 3 lần P sau khi đun nóng. Đốt cháy lượng khí B thì thu được số mol CO2 bằng 4,4 chia 44 bằng 0,1. Số mol nước bằng 2,7 chia 18. 2,7 chia 18 bằng 0,15 công thức phân tử của x là Ok chưa Thế thì mình thấy này Khi đốt cháy thằng B này Thu được nước lớn hơn CO2 Vậy điều này chứng tỏ rằng Cái khí B duy nhất này này Chắc chắn là ăn can Và B sẽ có công thức là CN H2N cộng 2. Và chúng ta sẽ có được số mol của CN H2N cộng 2 chính bằng số mol của nước trừ số mol CO2. Và nó bằng là 0,05. Vậy ngay lập tức mình sẽ suy ra được số nguyên tử carbon Sẽ bằng số mol CO2 là 0,1 Chia số mol ankan là 0,05 Bằng 2 Vậy ankan nó là c 2 6 C2H6 Được chưa? Ankan là c 2 6 Nhá với an can là CH6 bây giờ mình đi giải tiếp này Còn một cái dữ kiện này để mình xác định Bởi vì ở đây đề bài hỏi là công thức của X chứ không phải hỏi công thức của B Thì CH6 thì nhiều bạn sẽ chọn D này hoặc B này hoặc A này Chính chắc chắn không bạn nào chọn C Mình để Mình giải đã Không đoán liều được P trước bằng 3P sau Các em lưu ý là bình này dung tích không đổi Có nghĩa là V bằng hàng số Được chưa? B bằng hàng số Thế thì áp dụng định luật Clapeyron Mendeleev PV bằng N RT R hàng số T không thay đổi đây Đây ở cùng nhiệt độ T không thay đổi rồi R là hàng số không thay đổi rồi Được chưa Vậy bây giờ mình chỉ còn P Vậy là chỉ còn P và N thay đổi thôi Chứ V cũng không thay đổi Vậy mình sẽ có là P Chia N Thì bằng RT Chia V Vậy có nghĩa là P chia N là một hàng số Bởi vì V là hàng số T là hàng số rồi Nên P chia N là một hàng số Vậy điều này suy ra mình sẽ có một cái là P trước Chia N trước Thì bằng P sau Chia N sau Đúng chưa? Và từ đây mình sẽ suy ra được là P trước Chia P sau Thì bằng N trước chia n sau được không ạ mặt khác mình có này p trước bằng 3 p sau vậy có phải cái này bằng 3 không vậy n trước bằng 3 n sau <laughs> dễ chưa n trước bằng đa, 3 ba n sau vậy bây giờ thì n sau chỉ có mỗi khí b duy nhất vậy thì đặt n sau là một thì n trước là ba mặt khác do bảo định luật bảo toàn hydrocarbon thì số mol hydrocarbon trước phản ứng bằng số mol hydrocarbon sau phản ứng nên là số mol x sẽ chính bằng số mol b và b ở đây bằng 1 nên x bằng một vậy các em tức bình tìm được số mol h 2 bằng 3 trừ một bằng hai và với 3 trừ một bằng hai thì suy ra này anh x này ăn hai anh h 2 để tạo thành anh b duy nhất anh b này chắc chắn của chúng ta nó sẽ là ch 6 rồi và một anh x nào đó cộng 2H2 để tạo thành CH6. Thì nó chỉ có thể là CH2 mới phản ứng với 2H2 để tạo thành CH6 mà thôi. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ. Ok chưa? Đấy, và đây là một cái câu mà phải độ IQ khá là cao để giải ở trong cái đề này nhá. Độ IQ khá là cao ở trong cái đề này và chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ cách giải ở đây một cái giải cực kỳ nhanh. Thực ra thì những bạn nào mà học thầy ý, thì các bạn ấy biết cái này từ lâu rồi nên các bạn sẽ có là các bạn chỉ cần lý luận là à, trong cùng một điều kiện nhiệt độ áp suất thì tỷ lệ về áp suất à, trong trong cùng một điều kiện về thể tích và nhiệt độ thì tỷ lệ về áp suất cũng chính là tỷ lệ về số mol là các bạn giải được ngay. Thế còn những bạn nào mà chưa học thầy thì thầy vừa chứng minh cho chúng ta này được không ạ? OK chưa? Thì à, à, Các mà bạn nào à, mà muốn tìm hiểu về các khóa học dành cho À, học sinh lớp 11 và lớp 12 thì hoàn toàn có thể inbox cho thầy nhá bởi vì là mình phải học từ sớm thì mình mới thành công được và những cái skill và chúng ta học hóa chúng ta cần phải biết được những cái bản chất thì mình mới làm được đúng không ạ thì à, cái buổi học hôm nay thầy xin phép kết thúc tại đây à...